Hello, xin mến chào tất cả anh em. Tiếp tục thì bên em có hàng về, đó là những chiếc lọc xì Debix 231 anh em nhé. Với những dòng này thì cho ra cái chất âm rất là hay và rất là cao cấp. Hàng thì đều là hàng mới và đây là dòng sản phẩm hàng loại 1 của chị Lan. Nói rõ với tất cả anh em luôn, con nào chính hãng, con nào hàng loại 1. Em nói rõ để cho anh em có thể biết được và có thể tham khảo anh em nhé. Cái mức giá của dòng máy lọc xì này Aqualizer Debix 231 là 1.400.000 đồng. Bên em bao ship và tặng dây rắc cho anh em đầy đủ để anh em có thể kết nối. Bên trong phụ kiện của nó thì chỉ có dây nguồn 2 chấu thôi anh em nhé. Đấy, nên là anh em nào nối xuống âm ly tặng cho anh em Canon chuyển AV, và anh em nào nối xuống đẩy thì sẽ tặng cho anh em nó là Canon chuyển Canon. Tùy vào cái kết nối anh em như nào thì có tặng thêm rắc 6 ly nữa anh em nhé. Thoải mái cho anh em luôn. Có nghĩa là sẽ tặng đầy đủ dây rắc kết nối cho anh em, để anh em có thể về nhà chỉ việc kết nối thôi. Và chất âm thì anh em cũng đang nghe trực tiếp của em nó đây anh em nhé. Và nó là sử dụng nguồn biến áp xuyến anh em nhé, chứ không phải là nguồn tăng phô hay là sử dụng nguồn xung đâu, mà nó sử dụng nguồn biến áp xuyến. Ok chưa? Nó rất là cao cấp. Với cái nguồn biến áp xuyến và nguồn tăng phô thì cái giá trị của nguồn nó cũng đã khác nhau rồi. Nguồn rẻ nhất như em đã phân tích và nói với tất cả anh em, nguồn rẻ nhất là nguồn xung, cao hơn sẽ là nguồn tăng phô, nguồn biến áp vuông, và cao cấp nhất thì nó sẽ sử dụng nguồn biến áp xuyến anh em nhé. Ok chưa? Đấy, thì với những cái lọc xì Aqualizer Debix 231 này, nó cho ra một cái màu sắc, một cái chất âm rất là hay và anh em rất là dễ dàng căn chỉnh. Mỗi một kênh này nó sẽ tương ứng với anh em cho một loa và sẽ giải tần từ 20 lên tới 20 kHz. Ok chưa? Một cái giải tần của nó rất là cao để cho anh em có thể sử dụng. Và nếu như anh em mà muốn cắt hú thì anh em có thể nối ghép sau những chiếc vang của anh em, thì anh em có thể dò những cái điểm hú để anh em có thể cắt. Hoặc là anh em có thể nâng được bát chép của tiếng mic và nâng được bát chép của tiếng nhạc lên để anh em có thể nghe nó tí tách hơn. Và cái quan trọng là cái giải tần nó chia nhỏ ra anh em nhé. Nó chia nhỏ giải tần này ra thì nó sẽ làm cho cái cách căn chỉnh của anh em nó sẽ được sâu hơn. Ví dụ như những giải 3.15, 4K và 5K, 6.3K ở đây. Ví dụ anh em chỉnh hai giải như 4K và 5K, nó sẽ không ảnh hưởng tới 6.3 hay 3.15K anh em nhé. Đấy là một cái rất là tốt cho anh em. Nhiều dòng như ví dụ như là lưng tiếng thì nó sẽ là chỉnh chung, cái anh em tăng check nó sẽ là tăng hoàn toàn tất cả các giải check lên, chung cũng vậy thôi. Nhưng đây nó sẽ chia nhỏ bát, chung và check để cho anh em có thể sử dụng. Đấy, và cái chất âm của nó rất hay, rất sáng. Một cái điều nữa ở cái dòng lọc xì này mà em muốn nhắc lại tới tất cả anh em là những cái fader nó rất là khít và độ nhạy của những cái fader này rất là cao anh em nhé. Bên trong này thì đều có những cái tấm chắn bụi này, anh em thì nhìn rõ những tấm chắn bụi, ok chưa? Những hàng rẻ tiền thì hầu như là không có, hoặc là nó có nhưng mà nó không được đều đâu anh em nhé. Đấy, để cho anh em có thể biết được chắn bụi này để cho anh em sử dụng thời gian lâu dài, nó không bị tình trạng loẹt xoẹt ở những cái fader này anh em nhé. Nhớ anh em thì bụi quá nó sẽ ảnh hưởng đến fader. Anh em gạt lên gạt xuống những cái fader này thì nó sẽ bị cái tình trạng loẹt xoẹt. Ok, rất nhiều anh em gặp rồi chứ không phải ít. Và bên trong những cái fader này nó cũng có dầu luôn, nên anh em chỉnh nếu như nó bị loẹt xoẹt ấy, anh em dùng nó không tránh được. Những nhà anh em rất là bụi thì anh em có thể sử dụng những cái fader này, anh em kéo đi kéo lại rất là nhiều lần thì những cái dầu bên trong nó sẽ tự động, nó sẽ làm sạch những cái bụi đó và nó sẽ làm cái chiết áp cái fader này nó sẽ được trơn tru hơn và nó sẽ tránh cái tình trạng bị loẹt xoẹt cho anh em. Đấy, những cái dòng lọc này, nhớ anh em hỏi là có hàng bãi không thì em không làm hàng bãi, tất cả em dùng hàng mới. Và cái tỷ lệ lỗi của dòng lọc 231 hầu như không có trên thị trường luôn anh em nhé. Những dòng bên em bán ra hầu như không có lỗi luôn, khẳng định với tất cả anh em, vì bán qua quá nhiều dòng lọc xì này trên thị trường rồi, rất nhiều anh em đang dùng rồi, không phải là ít anh em nhé. Aqualizer Debix 231, 1.400.000 đồng, một cái mức giá cho anh em rất là hợp lý. Và anh em nào có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại bên góc dưới màn hình anh em nhé. Xem video hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video mới nhất bên em. Và ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau. Anh em nhớ nhé, 1.400.000 đồng, bao ship tặng dây rắc đầy đủ cho anh em có thể sử dụng. Chào tất cả anh em.